Alo, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Luân Phạm Channel. Thì hôm nay mình sẽ ăn thịt heo quấn với rau sống các bạn nhé. Với kim chi nữa, củ cải, ớt, chén cơm nữa. Không. Đây là nước sốt Hàn Quốc này. Siêu cay luôn nhá. Đó. Thì mời các bạn cùng ăn với mình nhá. Đây, để mình đây. Đó. Miếng củ mình chấm cái này này đó. Đấy, cái sốt này mới ngon các bạn nhé, quan trọng là cái sốt này này. Kim chi nữa đó. Thêm ớt này nhá. Đấy. Mời các bạn cái sốt này ngon. Đó. Kim chi. Ớt nữa. Wow. Thịt heo này mình mua không có da nhá. Không có da đâu. Cắn vào miếng không? Thịt heo nó ngọt. Củ cải này nó chua. Ớt nó cay nữa. Cái nước sốt này nó hòa quyện lại. Rất là ngon. Wow. Wow. Đó. Wow. Thịt này là phải có mỡ cả nạc các bạn nhé, nó mới ngon. Cho nên thịt nạc quá nó không ngon đâu, phải có mỡ nữa. Ăn thêm miếng cơm nữa chứ. Thịt nó còn nóng ấy, mình mới luộc xong. Nóng ăn nó ngon. Đây là một lần đầu tiên mình ăn đấy. Ăn theo kiểu này á, cảm thấy rất là ngon. Theo mình đánh giá ấy, quan trọng là cái nước sốt này này. Phải làm được cái nước sốt này nó ngon, nó cay này. Nước sốt chấm thịt heo này này. Đó. Đó. Hãy
cái củ cải này nó làm dịu ấy, nó làm dịu cái cay á. Ăn thế này phải có kim chi các bạn nhá. Nhưng mà nếu mà ăn ăn thịt với rau không cũng ngon, nó phải có miếng kim chi, củ cải nữa. Nó mới quan trọng. Đó. Kể cả cái nước sốt này này, ăn với cơm nguội cũng ngon nữa. Quá tuyệt vời. Đó. Cái này mà ai đang ốm á, ăn thế này khỏe luôn. Ăn bốc lên hơi bẩn tay nhưng mà ngon, cảm thấy thoải mái lắm mà. Ăn cơm kim chi cũng ngon nữa. Hôm nào các bạn đi siêu thị về các bạn làm xem, ngon lắm. Wow. Nếu ai không ăn được cay thì không cần ăn ớt như mình đâu. Nước sốt này chấm thịt luộc này đúng không? Chỉ có thịt heo mới hợp thôi. Thịt heo thì mới hợp với nước sốt này. Thịt á, nếu mà các bạn sửa khô á, là các bạn lúc mình nấu nước nguội á, rồi nó sôi khoảng 2-3 phút gì đấy, 5 phút đi, rồi mình vớt bọt, rồi mình cho nhỏ lửa hết ấy, cho bạn lại nhỏ lửa hết cỡ,
mình ngâm ở đấy là cái thịt nó không khô mà nó ngọt nước ấy. Chứ mình mà nấu sôi quá là nó khô thịt ấy, ăn không ngon. Phải có miếng ớt chứ. Rất là ngon lắm ạ. Rất là ngon các bạn nhá. Hôm nay các bạn thử xem. Có kim chi, củ cải nữa, rau sống. Mình thích ăn rau nào thì mình làm về nước sốt nữa. Quá tuyệt. Thì chắc clip của mình hôm nay mình xin dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nãy giờ. Nếu thấy hay cho mình một like, một chia sẻ, ủng hộ kênh của mình. Mình có thể làm nhiều đồ ăn về siêu cay để cho các bạn xem. Cảm ơn tất cả các bạn nhé.